Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, tối qua ngày 10 tháng 9, đồng loạt 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là cơ hội để các địa phương cùng nhìn nhận quá trình vận hành hoạt động của các tổ liên gia và nhân rộng các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Đúng 19 giờ, đồng loạt 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được lựa chọn. Mặc dù là kế hoạch mới, nhưng công tác chuẩn bị luôn được các địa phương sẵn sàng, vì đây là nhiệm vụ thường xuyên được người dân quan tâm và các tổ liên gia chú trọng. Tại quận Hải Châu, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 7, khu dân cư Nam Vinh 2, phường Hải Châu 2 được lựa chọn làm điểm. Khi xuất hiện ngọn lửa, tiếng chuông vang lên và cơ chế hoạt động của tổ liên gia được kích hoạt. Mặc dù mưa gió nhưng công tác phòng cháy chữa cháy vẫn được diễn ra bình thường. Đối với hoạt động cháy nổ thì không phân biệt về cái điều kiện thời tiết. Tuy nhiên rằng là chúng tôi vẫn xác định là trời mưa thì trong cái điều kiện đó thì chúng tôi vẫn đưa ra những cái phương án để có cái biện pháp khắc phục và triển khai theo cái nội dung mà chúng tôi đã đề ra. Tình huống chữa cháy được đưa ra dựa trên những đặc điểm phù hợp với từng khu vực dân cư. Là địa phương có số lượng người dân sinh sống kinh doanh đông đúc, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu đã vận động nhân dân xây dựng được 7 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các tuyến phố kinh doanh trên địa bàn. Tại buổi diễn tập, các thành viên trong tổ liên gia đã rất khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chữa cháy cơ sở cũng nhanh chóng có mặt sử dụng thang để cứu người tại khu vực tầng 2, tránh việc ảnh hưởng bởi khói, khí độc cũng như ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy. Công tác mà diễn tập này là rất là hữu ích cho tất cả mọi người trong công tác phòng cháy chữa cháy, tại vì nó đem lại những cái kinh nghiệm và những cái cách mà mình xử lý những cái tình huống phát sinh trong quá trình mà xảy ra cháy nhằm đảm bảo lợi ích cho mọi người. Bằng sự đoàn kết của thành viên các tổ liên gia và sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114, sau cùng đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một tinh thần cảnh giác cao độ đã giúp đêm diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra thành công, an toàn. Tôi thấy là cái sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chúng ta đã hoàn thành rất là tốt cái công tác thực tập phương án, phải nói là rất tốt luôn. Và thông qua đây phải nói rằng tôi bản thân tôi nhận xét là phải nói là tinh thần rất tích cực của từ lãnh đạo cho đến các đồng chí cán bộ chiến sĩ và mỗi người dân trong khu vực này tối hôm nay là người ta đều có một cái tinh thần là đầy trách nhiệm. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người dân trên địa bàn thành phố. Việc diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia đã góp phần đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở giữa thành viên trong tổ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và nâng cao hơn sự ứng phó, tâm lý sợ ngọn lửa của nhân dân nhằm chung tay bảo vệ bằng được tính mạng, tài sản của mọi người.